Kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên kéo dài 3 ngày từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Tranh thủ khoảng thời gian này, nhiều người dân ở các tỉnh lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã đến Bà Rịa Vũng Tàu để tham quan nghỉ dưỡng. Theo số liệu thống kê ban đầu của ngành du lịch, đã có trên 184.000 lượt khách đến với thành phố Vũng Tàu. Hầu hết khách du lịch đến với phố biển rất hài lòng về dịch vụ lưu trú, ăn uống, cảnh quan du lịch của thành phố. Ở đây thì khoảng cách địa lý nó gần với Bình Dương. Với lại cái mùa hè này thì mình chọn cái biển làm nơi nghỉ của mình thì mình cảm thấy là thích hợp, tại vì nó mát mẻ. Với lại không khí ở đây cũng trong lành, giá nó cũng không có cao lắm chị. Nói chung là cũng vừa túi tiền của mình. Đến thành phố Vũng Tàu thì mình rất thích, nói chung là tới đây cũng cảm thấy thoải mái lắm. Đồ ăn ở đây thì cũng hợp vệ sinh, ăn được, nói chung đúng giá tiền. Trong 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu không ghi nhận phản ánh về tình trạng tăng giá của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống. Với trách nhiệm của đoàn liên ngành dịch vụ du lịch của thành phố Vũng Tàu, chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền. Mục tiêu là đảm bảo giá cả và thuận lợi nhất cho du khách đến thành phố Vũng Tàu. Trong việc kiểm tra các cái dịch vụ thì chúng tôi quan trọng nhất là việc niêm yết giá và kê khai giá đúng với cái giá niêm yết để phù hợp thuận lợi nhất cho du khách. Và việc thứ hai là tăng cường tuyên truyền cho các cơ sở lưu trú, các cái khu vực dịch vụ du lịch ứng xử văn minh với du khách, tạo thuận lợi du khách đến thành phố Vũng Tàu và xây dựng thành phố Vũng Tàu là điểm đến thuận lợi nhất cho du khách. Ban quản lý các khu du lịch của thành phố đã ngăn chặn kịp thời 39 nhóm du khách, người dân có ý định tổ chức nấu nướng, ăn uống dưới bãi biển, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp ăn uống xả rác nơi công cộng. Đối với công tác đảm bảo an toàn cho du khách khi vui chơi tắm biển, lực lượng cứu hộ được tăng cường ứng trực, liên tục nhắc nhở du khách vui chơi tắm biển trong khu vực biển an toàn. Nhờ đó, trong kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thành phố không ghi nhận bất kỳ trường hợp du khách nào bị lọt ao xoáy hay bị nước cuốn xa bờ. Đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn giữ được an toàn tuyệt đối. Bởi vì những ao xoáy dòng chảy thì chúng tôi đều cử lực lượng ứng trực để hướng dẫn du khách, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. Tất cả các khu du lịch đều có cái lực lượng thu gom dọn vệ sinh ngay từ sáng sớm và chiều tối, hoặc là những cái lúc nào mà có rác là tất cả lực lượng đó sẽ thu dọn. Thành phố Vũng Tàu đang là điểm đến được ưu tiên của du khách vì giá cả dịch vụ ổn định, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Tuy nhiên, đa số khách đến với thành phố Vũng Tàu là khách nội địa, số lượng đông nhưng mức chi tiêu thấp, thời gian lưu trú ngắn.